Vâng, xin chào các bạn. Mình là bác sĩ Lực đến từ bệnh viện E. Hôm nay thì mình chia sẻ với các bạn về các cái phương pháp điều trị sỏi đường tiết niệu. Như chúng ta có thể thấy trên hình này, đây là hình ảnh mô phỏng cái quá trình viên sỏi di chuyển từ trên thận xuống dưới bàng quang và đi tiểu ra ngoài. Thì với những cái viên sỏi nhỏ thì chúng ta có thể điều trị bằng thuốc để tống xuất sỏi ra ngoài như video vừa mô phỏng. Còn với những viên sỏi lớn thì quá trình di chuyển sẽ mắc lại trên hệ thống đường tiết niệu, có thể mắc ở niệu quản, ở một ba trên, ba giữa, ba dưới hoặc ở niệu đạo. Đấy, thì với những cái trường hợp mà nó mắc lại như vậy thì chúng ta phải điều trị bằng các cái phương pháp như trên hình này, là phương pháp là sử dụng sóng xung kích tán sỏi ngoài cơ thể để phá vỡ viên sỏi và tống xuất sỏi ra ngoài. Với những cái viên sỏi cứng hơn hoặc là những cái vị trí mà nó không thuận lợi cho tán sỏi ngoài cơ thể thì chúng ta có thể sử dụng phương pháp là tán sỏi bằng ống soi mềm. Thì như ta thấy là viên sỏi đã được chúng ta xử lý một cách gọn nhẹ. Phương pháp này thì đi hoàn toàn theo đường tự nhiên và xử lý sạch sẽ sỏi cho người bệnh. Sau khi xử lý xong thì chúng ta sẽ đặt một cái ống thông GG, một cái ống dẫn từ trên thận xuống bàng quang để dẫn lưu nước tiểu và chống hẹp. Một cái phương pháp nữa rất là hiện đại đó là phương pháp tán sỏi nội soi qua da. Thì thông qua một cái đường hầm từ bên ngoài ra vào trong cơ thể có thể phá vỡ sỏi và tống xuất sỏi ra ngoài. Xin cảm ơn.